Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn một số loại sen, chủ yếu là những cây thụ nha các bạn. Đấy, những cây thụ và bụi. Đấy, những cây này thì hiện đang rất là đẹp và mỗi loại đa số là nó chỉ còn vài cây thôi chứ không có nhiều nha các bạn. Đấy, đa số những loại này thì chỉ còn những cây ở đây và vài cây linh tinh trong vườn. Đó. Những loại này thì đang chủ yếu là gốc thụ hết nha các bạn. Đấy, và bụi rất là đẹp. Giờ mình sẽ quay chi tiết từng cây cho các bạn xem luôn nha. Đấy, đầu tiên là pansy nha các bạn. Đấy, đây là một bụi pansy, nó sẽ như thế này. Đấy, và đây là phần gốc nha các bạn. Đấy, gốc thụ đây. Và cây này thì có 4 đầu. Đấy, 3 đầu bự và 1 đầu nhỏ nha các bạn. Đấy, cây này thì nó có thể lên màu cam ở viền, cam cam đỏ đỏ nha các bạn. Cây này là chưa lên màu ấy. Đấy. Hiện tại thì đang màu xanh, trồng thì có thể lên được màu cam. Đấy. Và màu xanh này nó cũng đang rất là tươi đẹp nè. Đấy, cái này không phải là sen Thái nha các bạn. Màu này nó xanh hơn sen Thái một xíu. Đấy. Một gốc thụ như thế này thì có giá là 100.000 nha các bạn. Đấy, hiện mình chỉ còn vài gốc nữa thôi. Đấy, như gốc bên này đây. Đấy, bên này thì đầu nó sẽ nhỏ hơn một xíu nhưng mà nó lại nhiều gốc hơn. Đấy, gốc nó sẽ như thế này nha các bạn. Đấy, cây rất đẹp, là đẹp nha. Cây đó, những cây này đang có màu cam hơn nè. Đấy, cái đầu như thế này có màu cam hơn. Đấy, 100.000 một bụi nha các bạn. Đấy, tiếp theo là cái giống này thì mình hiện tại chưa tìm được tên. Đấy, nhưng mà gốc của nó cũng sẽ là thụ như thế này nha. Đấy, các bạn có thể dạng trồng vô một cái chậu kiểu dạng thụ mini như thế này cũng rất là xinh nè. Đó, và cây này đó các bạn có thể thấy là đang lên màu cam hồng nè. Nó lên màu cam hồng rất là đẹp luôn. Đấy, gốc nó cũng rất là già đây. Đấy, và một cây như thế này thì có giá 70.000 thôi nha các bạn. Đấy, cây này rất là đẹp nhưng mà mình chưa biết tên nha. Đấy. Đấy, lên màu rất là đẹp nha các bạn. Đấy, màu nó sẽ lên. Đây là mình có bắp cải hàng đây. Bắp cải hàng cây nhỏ này. Đấy, gốc nó sẽ như thế này nha các bạn. Đấy, cây này thì rẻ 30.000 nè. Rẻ nhất trong cái lô lần này. Đấy, mình còn một số cây này mình quay cho các bạn xem như thế này. Đó, màu lên thì sẽ là màu tím như thế này nha các bạn. Đấy, màu tím tím hồng hồng này. Đấy, cây thì có giá là 30.000 nha. Nó sẽ để cây con phía dưới như thế này. Đấy. Tiếp theo là mình có một gốc, cái này là sỏi xám nha các bạn. Đấy, gốc này cũng rất là già đây, đang có cây con phía dưới. Đấy, cây nó sẽ như thế này. Đây là sỏi xám này, mình còn một gốc duy nhất nha các bạn. Đấy, gốc này thì có giá là 100.000 nha. Đấy, cái này còn một gốc duy nhất. Đấy, gốc rất là cứng cáp, già, cao, khỏe. Đấy, và đang có con phía dưới. Đấy, còn ở đây thì mình sẽ có mấy cây này thì các bạn hay gọi là bạch đế nha. Cây này lên màu đây, lên màu rất là đẹp như thế này. Đấy, tên thì sẽ để phía dưới cho các bạn. Đấy, màu lên sẽ đẹp như thế này nha. Cây này đang để con này, con hay ra hoa gì đấy. Đấy, cây nhỏ như này thì có giá là 70.000 nha các bạn. Đấy, có một cây bự đây, màu rất là đẹp đây. Đấy, màu đẹp luôn này các bạn, trên màu rất là đã luôn, nói là vạch đẻ nhưng mà nó lên màu nè. Đấy, màu rất là đã nha các bạn. Cây này, cái cây bự này thì có giá là 100.000 nha các bạn. Đấy. Đấy, đây phần gốc đây, cái này mình đã tỉa sẵn rồi đó. Khi gửi cây thì mình sẽ gửi như thế này luôn nha các bạn. Đó, mình tỉa sẵn như thế này rồi, về các bạn chỉ việc để vài ba hôm nữa là cho vô chậu. Đấy, cây rất là to và đẹp đây. Đấy, tiếp theo bên đây là sẽ có vuốt nha các bạn. Đấy, cây vuốt. Cây vuốt giống mới đây. Đấy. Vuốt thì sẽ một gốc như thế này nha các bạn. Đây là gốc. Đấy, có nhiều đầu. Và gốc nó cũng rất là cao luôn. Đấy. Đấy, vuốt một gốc này thì cũng như đợt trước thôi, mình còn lại vài cây thì có giá là 60.000 nha các bạn. Đấy. Cây này một gốc rất là đẹp này. Đấy, đều luôn.
gồm có 6 đầu nha. Đó, còn góc bên này thì lúc mình xả cái nó bị tách ra làm hai. Đấy. Góc này thì bạn nào lấy thì mình sẽ bán với giá là 50.000 nha các bạn. Đấy, hai cái nhẫn như thế này 50.000 nha. Đấy, cũng rất là đẹp. Bạn thích cây giống mới á, đấy, vừa giống mới mà nó cũng rẻ nữa, nó cũng như sen trung thôi các bạn. Đấy, giá nó cũng tầm tầm như đó thôi mà giống nó lại xịn hơn nữa. Đấy. Tiếp theo loại này mình cũng chưa cập nhật được tên này. Đấy, có nhiều loại sen đá mà không thể nào tìm được tên. Đấy, bạn nào mà có thể tìm được tên loại này thì comment phía bên dưới cho mọi người cùng biết nha. Đấy, cây này gốc thụ các bạn rất là già luôn. Đấy, mình trồng rất là lâu rồi. Đấy, một cây như này thì có giá là 70.000 nha các bạn. Đấy, cây này mình trồng lâu mà thuần luôn rồi đấy. Mà bán với giá bình thường. Cây này thì nó sẽ lên màu vàng cam nha các bạn. Đó, vì nó chưa lên màu nên là mình sẽ bán nó rẻ đấy. Còn khi mà trồng lên màu thì giá nó sẽ cao hơn nhiều. Đấy, cây gốc này rất là già và chắc luôn. Đấy, cái bụi này mình quay trong video lần trước rồi nè các bạn. Đấy, nhưng mà hôm trước mình chưa có xả gốc. Đấy, nên là các bạn không thể thấy được. Đấy, còn đây là gốc nha, hôm nay mình đã xả. Đó là bụi một gốc như thế này nha các bạn. Đấy, bụi này là nó một gốc và gồm có nhiều đầu như thế này. Đấy, lên màu sẽ rất là đẹp. Đấy, hiện thì mình chỉ còn hai bụi thôi đó. Các bạn thấy trong video lần trước mình quay một đống luôn, khoảng 20 bụi. Mà nó hết nhanh đến nỗi giờ còn có hai bụi. Đấy, còn hai bụi nha các bạn. Đấy, chụp 150 một bụi. Đấy, còn hai bụi như thế này. Đấy, đợt này là nó rẻ đấy. Giờ mình thấy cái loại này mà nhập lại lô mới là giá nó tới 180 nha các bạn. Đấy, cái lô mới mình đang không biết là có nên nhập đâu, tại vì cái lô cũ là bán 150 mà giờ nhập về lô mới mà nó 180 thì sẽ rất là khó bán. Đấy, nên là giờ chỉ còn hai bụi này, mình đang suy nghĩ là cũng đau đầu đó, không biết có nên nhập tiếp không. Hãy nhập tiếp thì giá sẽ là 180 thì sẽ khó bán hơn. Đấy, tiếp theo bên đây là mình có chim xanh nha các bạn. Đấy, chim xanh. Đấy, màu lên rất là đẹp nè các bạn. Đấy, cái này nó lên màu hồng rồi. Đấy, nhiều bạn hay gọi là chim hồng cũng được. Đấy, và đây là phần gốc các bạn. Đấy, gốc cao và già luôn. Đấy, rất là đẹp luôn nha. Đấy, đó, mình cứ ngắm mà để ngay cái gốc này thôi, ngắm cả ngày cũng được đó các bạn. Đó, ngắm như vậy rất là đẹp luôn. Đấy, mà cây này thì cũng rẻ nữa, hay có 60.000 một cây thôi nha. Đó, mình bán bữa giờ chim xanh 60.000 một cây, đó cũng gần hết rồi, còn vài cây. Đấy, cây này thì bự hơn một xíu này. Đấy, gốc cũng rất là già và khỏe. Đấy, màu cũng rất là đẹp nha các bạn. Đó, chim xanh 60.000 nhé. Đấy, còn ở đây là có một gốc kim cương xanh ba đầu này. Kim cương xanh ba đầu nha các bạn. Đấy, cây này thì rất là rẻ luôn, 55.000. Đấy, so với những cái loại thụ khác thì mình thấy cái loại này là loại rẻ đấy, rẻ nhất trong cái đám này luôn đấy. Đấy, chỉ có 55.000 mà ba gốc thụ như thế này. Đấy, một cây mà ba nhánh đều là gốc thụ hết. Đấy, 55.000 nha các bạn. Đấy, các bạn về trồng như thế này thì cái chậu này là gốm đẹp đẹp nữa là bao mê luôn. Bên đây là mình có vuốt nha các bạn. Đấy, vuốt nâu. Cây này thì đã trồng dưỡng rất là lâu rồi, cả gần nửa năm rồi đó các bạn. Đấy, giờ thì hiện tại nó khỏe và lên màu cũng rất là đẹp này. Đấy, đang ra hoa này các bạn. Đấy, màu rất là mê luôn nha. Đấy, cây này cực đẹp và sống rất là khỏe luôn nha các bạn. Đấy, cây này thì hiện thì có giá là 100.000 các bạn. Đấy, hồi trước mình bán cũng 100.000 mà chưa thuần đấy, còn giờ là thuần khỏe rồi á là còn bán 100.000 thôi. Đó, mình còn hai cây rất là đẹp như thế này. Đó, hai cây là cây nào cũng đẹp luôn nha các bạn. Đấy, đây là hoa đây, nhưng mà khi gửi thì chắc mình sẽ bỏ hoa.
Đấy, còn hai cây thôi nha các bạn, đó bạn làm nhanh tay thì sẽ mua được hai cây này, đó, rẻ luôn. Bên đây mình có chim xanh, chim xanh mà gốc nha các bạn, đấy, gốc nó sẽ như thế này, ba đầu. Đấy, cây này thì có giá 80.000 nha các bạn. Bên đây thì cây này nhỏ hơn một xíu thôi, lấy 70.000 đi. Đấy, còn hai cây ba đầu nha các bạn. Đấy, chim xanh gốc ba đầu, một gốc. Tiếp theo là có hạt hồng nha các bạn. Đây, hạt hồng gốc thụ đây. Đấy, lô này là toàn là gốc thụ và già không nha các bạn. Đấy, mỗi loại chỉ còn một số cây thôi chứ không còn nhiều đâu. Đấy, cây này mình đã dưỡng rất là lâu rồi nè. Đấy, lên màu đẹp, lá mới ra đều phấn nè. Đấy, và gốc rất là khỏe và già như thế này. Đấy, một cây như thế này thì có giá là 150.000 nha các bạn. Đấy, 150.000 một cây. Đấy, tính ra thì có 50.000 đầu, quá rẻ so với cái sang xịn như thế này. Đó. Cái thằng Sơn với là nó nói hàng bị thôi nha. Tiếp theo là mình có cái cây này thì tôi để tên phía dưới cho các bạn nha, một cây va. Đấy, một cây va thân thụ như thế này và có cây con phía dưới như thế này. Đấy, cây này thì có giá là 130.000 nha các bạn. Đấy, còn vài cây. Đấy, lô trước thì mình có quay cho các bạn xem rồi. Đấy, một cây va rất là to và đẹp như thế này. Đấy, thân thụ. Và có giá là 130.000 một gốc. Đấy, còn vài gốc thôi nha các bạn. Đấy, đây thì mình xả một gốc quay cho các bạn xem. Tiếp theo là có đá Nova đây. Đá Nova cũng đang lên màu hơi cam cam và có một cái đầu nhánh dưới đây. Đấy, cái cây nhánh mới ra lên màu rất là mê luôn các bạn. Nhánh màu rất là đẹp luôn đó, màu cam này, cam cam hồng hồng. Đấy, cái nhánh mới ra lên màu đẹp hơn cả hai cái nhánh chính nữa. Đấy, hiện tại thì còn một cây như thế này nha các bạn. Ở cây này thì mình sẽ bán với giá là 80.000 thôi nha, một cây duy nhất nha các bạn. Đấy, còn đây là mình có một cây Redwood. Cây này cũng đã thuần lâu rồi. Ở đây là gốc và rễ. Đấy, cây này thì nó chưa lên màu hết nha các bạn. Cây này nó lên màu hết là sẽ đỏ rất là nhiều luôn. Đấy, cái này mới đỏ sơ sơ. Đây có một số tàn nhang này. Tàn nhang này lên đỏ cũng rất là đẹp này. Đấy, cây này cũng đã thuần lâu rồi. Cây này thì cũng rẻ, có giá là 60.000 thôi nha các bạn. Đấy, cây kết hút này trồng rất là đẹp này. Trồng được lên màu. Đấy, bình thường thì nó sẽ hơi hơi đỏ như thế này, nhưng mà khi mình trồng lại thì nó lên đỏ hết thì sẽ rất là đẹp. Đấy, hiện tại thì mình cũng còn chắc cỡ 5-6 cây gì ở loại này. Đấy, cây có giá 60.000 nha các bạn. Đây là kim cương tím nha. Đấy, kim cương tím, cây này cũng đã thuần lại này. Đấy, gốc nó lên rất là cao luôn nè các bạn. Đấy, đây là phần gốc nha. Đấy, gốc rất là cao luôn. Đấy, màu lên sẽ là lên màu tím nha các bạn. Đấy, một cây nó sẽ như thế này. Đấy, cây này thì có giá là 80.000 nha các bạn. Đấy, 80.000 một cây. Đấy, khi trồng thì nó sẽ căng lại nha các bạn. Cây này mình để hơi héo đấy, các bạn thấy nè. Đấy, nó hơi héo thì lá nó sẽ nhăn như thế này, nhưng trồng thì nó hút đủ nước thì nó sẽ căng lại và mất hơn rất là nhiều luôn. Đấy, màu thì nó sẽ lên màu tím nhiều hơn nữa. Đấy, một cây có giá là 80.000 nha các bạn. Đấy, bên này là cúc xanh này. Đấy, cúc xanh, cây này thì đang đẻ con này. Đấy, sau này thì chắc sẽ thành một bụi. Đấy, cúc xanh, bạn nào có bữa trước thì bán cúc xanh dạng bụi thì nhiều hơn. Đấy, còn dạng đài như thế này thì ít hơn nha. Đấy, dạng đài này bữa mình thuần được cũng một số cây á, giờ mới đem đi quay bán này. Đấy, cúc xanh này thuần rất là lâu, chắc phải tầm nửa năm rồi các bạn. Đấy, cây này mình thuần đã tầm nửa năm rồi. Đấy, một cây cúc xanh như thế này có giá là 80.000 nha các bạn. Đấy,
bên đây là mình có hồng xoáy bụi nha các bạn. Đấy, hồng xoáy bụi gốc nó sẽ như thế này và nó sẽ đẻ rất là nhiều con phía bên dưới. Đấy, một bụi nó sẽ như thế này nha các bạn. Đấy, rất là lên màu hồng rất là đẹp, mà sau này thành một bụi nói chung là rất là to luôn. Và nó, loại này cũng dễ đẻ con nữa nha. Đấy, loại này đẻ con rất là nhiều và lên thụ nó cũng dễ nữa, trồng lên màu rất là đẹp. Đấy, một bụi như thế này có giá là 90.000 nha các bạn. Đấy, hồng xoáy bụi. Đấy, còn bên đây là mình sẽ có một số loại sen thụ bụi hàng phổ thông như thế này cũng lên màu đây. Đây là viền đỏ bụi. Đó, sen đá viền đỏ bụi, đây là gốc nha các bạn, rất là già. Đấy, bụi như này thì có giá là 90.000 nha. Đấy, những cây này thì mình sẽ quay nhanh một xíu. Đấy, hồng phấn nha các bạn. Đấy, đây là gốc. Đây, bạn nào thích dòng thụ mini thì có thể chơi những cái cây như thế này. Đây là hồng dâu nha các bạn. Hồng dâu bụi. Nó lộn hồng dâu thụ. Cái xe nó làm mình phân tâm luôn. Hồng dâu thụ 90.000 cây. Đấy. Đây có sỏi này. Sỏi này. Gốc thụ. Đấy, mấy loại này thì chỉ có ở đây thôi nha các bạn, không còn ở phía sau đâu. Đấy, mỗi loại nó chỉ có vài cây như thế này thôi. Đấy, mấy cây này gốc thụ già này, cây đã hồng này, chưa lên màu. Lên màu hồng rất là đẹp. Đấy, 90.000 một cây. Đấy, đây có hồng xoáy này, hồng xoáy thụ này. Đấy, cây này lên thụ này nha các bạn. Đấy, gốc thụ rất là già luôn. Đấy, rất là cao này. Đấy, nói chung là những cây bụi như thế này thì có giá là 90.000 một bụi nha. Đấy, cây đều là già và lên gốc thụ. Đấy, gốc nó sẽ như thế này. Rồi, bên đây mình có một cây bắp cải san hô nha các bạn. Đấy, còn một cây như thế này đây. Đấy, gốc rất là to và già. Đấy, gốc nó sẽ như thế này. Đấy, cây này thì vẫn bán giá như cũ, 80.000 một cây. Đấy, trong khi dưỡng rất là lâu rồi, cũng hơn nửa năm rồi. Bên đây là có một cây Hera nha các bạn. Đấy, cây Hera này rất là bận luôn. Cây này đã thuần rồi nha. Đấy, thay đất và thuần lại rồi. Mình chỉ nói chung là cái này đa số những cây mình đã thuần. Đấy, và mình nhổ lên xả rễ để cho các bạn xem cái phần gốc rễ nó thôi. Đấy, đây là gốc nha các bạn. Các bạn nhìn phần gốc đây, rất là to và già, nó bự hơn cả ngón cái của mình á. Thế phần gốc đây. Đấy, cây này lên được màu tím hồng rất là đẹp này. Cây này chưa lên hết màu nha các bạn. Đấy, cây này thì có giá là 100.000. Đấy. Đây, cuối cùng là mình xả rễ một cây Renerod cho các bạn xem. Mấy cây này thì trong video trước mình vừa quay rồi đấy. Đấy, còn vài chậu ở đây đây. Đấy, mình xả và đây cho các bạn xem phần gốc. Đấy, gốc rất là già và cứng cáp khỏe mạnh đây, rễ. Đấy, gốc rất là khỏe nha các bạn. Cây này lên màu cũng đẹp nữa. Đấy, có một chậu như thế này thì nó tầm 3-4 đồng nha các bạn. Đấy, rất là to và khỏe và lên màu đẹp nữa. Đấy, cây này thì còn vài bụi là vẫn có giá là 200.000 nha các bạn. Đấy, còn vài bụi cho bạn nào không kịp mua trong những video trước thì có thể xem ở đây và đặt hàng ở đây cũng được. Đấy. Rồi, hôm nay mình quay và giới thiệu cho các bạn một số loại như thế này nha. Đấy, bạn nào muốn đặt hàng thì có thể liên hệ vào fanpage hoặc là Zalo hoặc gọi điện thoại cũng được rồi. Đấy, những loại này thì cũng không còn nhiều đâu các bạn. Đấy, còn mỗi loại vài cây là chính. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Xin chào tất cả các bạn.